Hello, chào tất cả mọi người nha đang có mặt trên kênh của mình. Thì là mình đấy. Các bạn xem clip nhớ đăng ký kênh của mình và cho video một like nếu cảm thấy hay nhé. Để mà cùng xem mà. Ok, là mình đây, mình là Asuai đây nha mọi người. Nào, cái đầu sạch. Một shot. Ok, thì trận này mình sẽ sử dụng khẩu gì đây ta? Famat hay là Ska đây ta? Ok, chắc trận này mình sẽ sử dụng khẩu Famat nha các bạn. Cái bản đồ mới thì nó fix cái tông màu xuống nên là nhìn nó giống như là đồ họa thường nữa các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ nhảy xuống cái khu vực này để mà loot đồ, loot tăng giáp này đủ các kiểu nha các bạn. Khu vực này thì mình sẽ chạy lên kia thì nó sẽ có 3 cái đồ tăng giáp. Nếu như mà mình loot nhanh thì có thể lấy được 3 cái đồ tăng giáp đó. Có ai nhảy ở đây không? Hello. MP40 nè. Nào, có ai không? Nào. Rồi, như vậy mình sẽ tiếp tục. Có giáp 2 rồi. Sẽ qua bên đây tăng giáp nha mọi người. Đấy, đồ tăng giáp. Rồi. Rồi, đi thôi. Mình sẽ tiếp tục lên ở phía trên này để mà xem coi còn cái đồ tăng giáp ở phía trên này hay không. Ở phía dưới kia ngay cái chỗ xe tải á, thì nó sẽ có cái đồ tăng giáp nha mọi người. Đây, pha mát. Famat mà nếu mà không có tay cầm thì bắn nó sẽ phế lắm. Ok, mình thấy cái đồ tăng giáp ở phía dưới rồi. Bây giờ mình sẽ xuống dưới. Tăng lên giáp chống nổ luôn nha mọi người. Thì cái giáp chống nổ này nó sẽ chống được lựu đạn nè. Rồi phóng lựu nè các bạn. Đây, trên kia đang có giao tranh kìa. Ok, tí nữa mình sẽ thử coi giáp chống nổ này nó chống được lựu đạn hay không. Hoặc là phóng lựu. Nào, coi có đồ gì ngon hay không. Xanh. Không thấy cái đồ gì ngon cả. À, tay cầm 3. Ok. Vậy là mình sẽ sử dụng khẩu Famat. Lên thôi. Lên lại trên đây. Tiếp tục mình sẽ tăng cái giáp chống nổ này. Mình sẽ tăng lên là giáp 5. Gọi là giáp 5. Là giáp chống nổ màu trắng luôn nha mọi người. Thì lúc đó là auto rồi các bạn. Nếu mà lúc đó mà bị bắn phóng lựu quá thì sẽ không sao hết. Đây. Bên đây có một cái đồ tăng giáp này nha mọi người. Rồi, chuẩn bị biến thành giáp trắng nè. Đấy, kín chưa. Bây giờ mình cần cái nón nữa, chứ không thôi nó bắn vào đầu rất là đau. À, bên kia có bắn nhau. Qua ké. Mình sẽ qua bên đó ké nha mọi người. Đâu rồi? Bắn nhau trên trời hay ở dưới ta? Đâu rồi, ra đây đi. Đừng sợ, tôi sẽ không bắn đâu. Ở kia. Ở đầu xanh, đậu phòng. Nó đâu vậy? Ôi, nó bắn ngay đầu rồi.
nghe tiếng chân rồi, đậu xanh. Này thì bắn cao là rồi, xong. Cực kỳ nguy hiểm. Xém chút nữa là tử nạn với nó rồi. Cây. Hên đấy, thanh niên hên nhất của năm đây rồi. Ngón ba này, lấy cũng đầy đồ. Ok, như vậy là mình đã có mạng đầu tiên rồi. Cái chống nổ này bây giờ phải test bằng cách là các bạn quăng một quả bom, cái nằm lên quả bom cái chết không là biết liền à. Nhưng mà thôi, mình không có chơi ngu, sẽ cố gắng lấy top này. Thanh niên làm gì ở đây? Này chắc bị đau bụng đứng ở đây rồi. Ship cho mình con xe Lamborghini nữa chứ. Dí theo nó. Bây giờ mình sẽ dí theo nó nha các bạn. Chạy dâu rồi. Ra đây. Bên đây. Từ từ. Phải đi tăng thêm lần để coi cái độ tăng giá nó tăng lên nữa không. Đây, mình sẽ tăng cho các bạn xem nè. Từ giáp trắng nó sẽ lên cái gì đây? Vâng, và vẫn là giáp trắng, không có hiện tượng gì xảy ra cả. Thôi. Xong. Quá nhanh, quá nguy hiểm đến từ vị trí của AS Mobile. Cũng hên là mình giáp trắng, giáp chống nổ rồi, nên là không có sao. Với cái cây Famat này thì nói chung là cái chắc thì nó rất là cao, hơi cao hơn một chút thôi, mình tính ra hơi cao hơn một chút thôi chứ không có cao cho lắm nha mọi người. Sát thương thì nó được tăng thêm 2 điểm, nhưng mà kèm theo cái khẩu con mắt này đã kèm theo đó thì cái khả năng mà thay đạn nó sẽ chậm hơn một nhịp. Ok, tiếp tục khi mà mình bị bắn rồi thì mình sẽ đi tăng tiếp thứ nhất 5 ở bên khu vực bên này. Đây, phía trước mặt mình đây có một cái đồ tăng giá nha mọi người. Các bạn xem clip thì nhớ bấm vào nút đăng ký giúp mình nha. Đấy, tăng tiếp giáp chống nổ. Vào lại thì chấm thôi. Thì anh em nào xem clip của mình á,
thì nhớ đăng ký kênh AS Mobile Streamer nha anh em. Thì cái kênh AS Mobile Streamer của mình á là mình thường hay livestream ở trên kênh AS Mobile Streamer. Thì anh em hay hỏi mình á là livestream ở kênh nào à, phát hình không? Anh em hay hỏi mình là ai đậu xanh? Anh em hay hỏi mình là tại sao không thấy livestream? Thì mình nói luôn là mình livestream ở bên kênh AS Mobile Streamer. Thì anh em nào mà muốn xem livestream của mình thì nhớ đăng ký kênh và bật chuông nha. Kênh AS Mobile Streamer mình để dưới phần mô tả nha anh em, nhấp vào và đăng ký thôi. Giảm thân lắp vào, ok. Thôi như vậy trên bản đồ của chúng ta còn 15 thằng nữa mà thôi. Và liệu rằng mình sẽ giết được thêm bao nhiêu thằng đây? Ăn nấm tiếp rồi tính. Tiếp tục di chuyển. Bo đi nào. Bo thì còn 49 giây nữa sẽ vào thôi. Thì đương nhiên nó sẽ chạy cái đường đầu bên phía bên tay phải. Đây, cái đường này. Chắc luôn. Đường vào bo là đường gần nhất. Các bạn đừng quên đăng ký kênh AS Mobile Streamer của mình và AS Mobile Vlog nha mọi người. Nào, ra đây đi. Thì dạo gần đây mình hơi mệt nên là thích chơi game hơn là có ai chạy bo hay không? Có ai chạy bo không vậy? Mình chắc chắn phải có thằng chạy bo. Chắc luôn. Không chạy bo mới sợ.
Đâu rồi, chạy đi chứ. Có ai chạy bo không nè? Chạy bo bằng xe máy hả? Đậu xanh. Đâu rồi? Ý, cái gì đây? Tem úp nè. Đậu xanh tem úp nè. Đậu xanh đi răng nè. Tem úp 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 nè. Thấm không? Thấm không? Đậu xanh. Tem úp nè. Đậu xanh dựng mông keo rồi. Hay lắm. Được lắm. Ừ, giỏi. Tới đây. Tới đây cho ăn bom nè. Tới đây đậu xanh. Tới đây. Tới đây. Tới đây đậu xanh. Tới đây. Tới đây. Ý da đậu phòng. Này thì em mất. Hai thằng tay mướp nhau các bạn. Đấy, hai thằng nhập đậu xanh. Đi solo mà tay mướp hả? Ghét. Bây giờ mình sẽ lấy con xe Lamborghini của mình để mà chạy vào bo. Bây giờ hai thằng đó là tay mướp rồi. Nếu mà mình chạy bộ vào bo thì nói chung là nó sẽ bị hơi bị ngáo nha mọi người. Đi thôi. Đứa nào? Đứa nào đánh bắn cao? Úp đâu? Đây à? Đây nè, đây nè. Này, úp. Thôi rồi. Thôi. Rồi, đã úp rồi các bạn ơi. Hai thằng đã úp. Đậu xanh sau lưng nữa. Thôi. Mày được lắm. Tới đây, tới đây. Tới đây, tới đây, tới đây một em. Trên kia cũng tem úp luôn. Đâu ra nhiều vậy? Ôi thôi. Chạy. 36 kế chạy là thẳng sắp nha mọi người. Thôi. Không ổn rồi. Không ổn rồi đại vương ơi. Mày đang bắn cao à? Ok. Được thôi. Rồi bên đây tem úp luôn nè. What? Cái quái gì xảy ra trong cái trận này vậy? Hơn 5 thằng tem úp à? Đậu xanh! Tụi mày không bắn nhau đi mà bắn cao! Ây da! Đậu xanh! Cay! Ừ, không cười được. Ừ, đi tem úp kìa. 3-4 thằng luôn mọi người. 4 thằng luôn. Mình giết hết một thằng là nó còn 5 thằng. Xanh. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem clip ngày hôm nay. Nhớ đăng ký kênh của mình và cho video một like nếu cảm thấy hay nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem video của mình. Nhớ đăng ký kênh của mình và bật nút chuông lên để mỗi lần mình đăng video các bạn sẽ nhận được thông báo. Và đừng quên đăng ký kênh AS Mobile Streamer của mình và kênh AS Mobile Vlog nha các bạn. Vâng, và cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bye bye.